Nhiều mẹ nói với mình rằng lần thứ ba làm mẹ thì chắc có trong tay cả bách khoa kiến thức chăm con rồi nhỉ. Mình không nhận mình biết nhiều nhưng mình công nhận là mỗi ngày qua đi mình lại có thêm nhiều thông tin hữu ích để áp dụng vào việc nuôi dạy con của mình. Lúc trước cứ nghĩ chăm con chỉ loay hoay chế độ dinh dưỡng, sức khỏe rồi bỉm sữa các kiểu. Nhưng bây giờ nuôi con khắc sâu nhiều lắm. Tính riêng như việc làm sao để bảo quản bình sữa và các vật dụng ăn uống cho bé được an toàn, vệ sinh cũng khiến mình đau đầu lắm. Rồi tích cực tìm kiếm thông tin mình mới biết đến máy úp bình sữa tiệt trùng, sấy khô và bảo quản chai đi một của Fat Baby. Đây là chiếc máy úp bảo quản bình sữa hot hit hiện nay được các mẹ bỉm yêu thích. Không chỉ là một vật dụng đựng bình sữa đơn thuần, chai đi một tích hợp thêm đèn UVC LED và chức năng sấy khô vật dụng. Ngoài ra, mỗi 2 giờ máy sẽ tự động chiếu UV 2 phút trong suốt 72 giờ, cực kỳ lý tưởng để bảo quản các vật dụng cho bé tránh khỏi các vi khuẩn sinh sôi trong điều kiện tự nhiên. Chai đi một cấu tạo bởi vật liệu chịu nhiệt cao cấp, nắp đậy PP an toàn, không biến dạng, không nứt vỡ, giúp mẹ an tâm hơn khi sử dụng. Mình khá yên tâm khi biết sản phẩm này tiêu diệt vi khuẩn bằng UVC LED với lớp thép tăng phản xạ đèn UVC LED ở dưới đáy máy, giúp tiêu diệt vi khuẩn một cách triệt để. Sấy vật dụng bằng công nghệ PTC và có quạt thông gió, giúp làm nguội nhanh chóng và tránh bị bỏng tay nha. Mình có thể dễ dàng lựa chọn 3 mức thời gian hoạt động, 5 năm, 6 năm, 7 năm phút phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Còn đây là tính năng khử mùi bằng quạt thông khí, giúp loại bỏ mùi không mong muốn. Chức năng giữ tiệt trùng các vật dụng đã tiệt trùng lên tới 72 giờ, giúp vật dụng luôn sạch sẽ kể cả khi quá trình tiệt trùng đã kết thúc. Khi mở nắp, thiết bị sẽ tự động tắt và bật đèn LED, giúp dễ dàng sử dụng lắp đặt, sắp xếp vật dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Máy còn được trang bị khay đựng nước tháo rời, giúp dễ dàng vệ sinh và đổ nước dư thừa, đảm bảo an toàn vệ sinh nha. Với thể tích lớn, máy có thể úp được nhiều loại bình và vật dụng khác nhau, tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Để đảm bảo an toàn trước khi làm sạch, hãy dừng hoạt động và rút phích cắm nha các mẹ. Tuyệt đối không được đổ nước vào trong máy để làm sạch, tránh gây hư hại các bộ phận của máy nhé. Giờ thì các mẹ có thêm thông tin để chăm con chưa nào? Tham khảo ngay máy úp bình sữa tiệt trùng, sấy khô và bảo quản chai đi một của Fat Baby để chăm con nhàn hơn, yên tâm hơn nhé các mẹ. Cùng Fat Baby giúp con mau lớn, giúp mẹ thêm vui.